Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty nhôm đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp hàng rào nhôm đúc. Nhiều người thì hỏi mình là em ơi, lắp cái hàng rào nhôm đúc này thì có khó không? Có phải để các cái chân trước hay là hàng dâu tai như ở các cái cổng hay không? Thì là mình xin thưa là như thế này, cái phần cổng ấy thì các bạn có thể là để tai trước, để về sau này là chúng tôi sẽ lắp cổng và hàn cái tai đó vào với phần đỡ của cối ghi cổng. Nhưng mà về phần cái hàng rào thì các bạn không phải làm như thế. Thường thường khi mà hàng rào chúng tôi sản xuất ra thì nó đã có các cái tai, như ở đây là phía bên dưới là có 3 cái chân, và phía ở bên hông mỗi bên là 2 chân, tổng là 7 cái chân. Khi trong quá trình lắp đặt thì là chúng tôi sẽ tiến hành là cắt và khoan cái phần chân bê tông này ra, sau đó chúng tôi sẽ chôn các cái chân này vào. Khi đã gia cố xong về phần cơ khí thì là chúng tôi tiến hành chát và các vữa. Khi các bạn chôn được như thế này ấy, thì đảm bảo được cái quá trình về sau này khi mà sử dụng mưa bão thì là nó không bị đổ, không bị vặn. Nếu mà các bạn mà không chôn được mà các bạn để các cái trục tai mà các bạn bắt vít ấy, thì như thế là nó sẽ yếu hơn rất nhiều. Cố gắng là chịu vất vả một chút, nhưng mà các bạn chôn được vào như này thì sau xi măng nó sẽ ăn rất là chắc, mà về sau thì nó bền. Ở đây thì chúng tôi sử dụng cái cổng để giữ cái hàng rào này trong quá trình lắp. Nếu mà giữ được như này thì lắp nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều so với quá trình mình giữ tay. Khi đến công trình thì thường thường chúng tôi sẽ đo các cái chân, sau đó là chúng tôi tiến hành cắt phần bê tông. Cái này mà để chỉ khoảng 24 giờ thì là bắt đầu cái phần bê tông nó sẽ khô lại, lúc đó là hoàn toàn có thể sử dụng bình thường. Trong quá trình mà đổ phần bê tông chát này chống hai cái luồng để có bên trong bên ngoài tránh bị nhận được, thì khi đêm mưa thì nó sẽ dẫn đến là các cái phần bê tông nhão thì nó sẽ tụt cái hàng rào này ra, để cứ chống mỗi bên một cái luồng thì phía sau yên tâm không phải suy nghĩ. Quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho công ty nhôm đúc Nam Định. Và mỗi khi chúng tôi có video mới, review hay là mẫu mới thì chúng tôi sẽ cập nhật lên kênh YouTube là Cục Nhôm đúc Nam Định để các bạn có thể tham khảo. Xin kính chào quý vị và các bạn.